Xin chào bạn. Trong cái bài học này tôi sẽ chia sẻ cho bạn một cái kỹ thuật nữa, đó gọi là kỹ thuật đọc một cụm. Cụm 1. Thì chúng ta đều biết là thông thường thì mỗi một dòng của chúng ta nó có khoảng 12 từ đúng không? Đó, nó có khoảng 12 từ. Đó. Thì chúng ta đọc qua mỗi di chuyển mắt qua mỗi từ như thế này. Di chuyển mắt qua mỗi từ như này thì nó mất khoảng 1/4 giây, 1/4 giây, đúng không ạ? Thì qua 12 từ này thì nó nhân đến 12 thì nó bằng khoảng 3 giây, đúng không ạ? Thì chúng ta mất khoảng 3 giây cho một dòng này để chúng ta đọc. Nếu mà chúng ta đọc bây giờ chúng ta đọc cụm, đọc một cụm là 12 từ, là cũng là 12 từ như thế. Nhưng chúng ta chia làm cụm, là 4 cụm, đúng không ạ? Chia làm 4 cụm thì vẫn là mỗi một lần di chuyển từ đây sang đây nó cũng chỉ là 1/4 thôi, đúng không ạ? Nó chỉ là 1/4 thôi mỗi lần di chuyển như này. Đó, từ cụm này di chuyển sang cụm này, từ cụm này bắt đầu từ cụm này, di chuyển này là 1, đúng không? Đây là 2, đây là 3, đúng không? Thì nó chỉ còn có, thì chỗ này nó chỉ còn là 3/4 giây. Nó là 3/4 giây. Nhưng nếu chúng ta chia nó làm đôi, đó, thì mỗi một cái dòng này chúng ta chỉ tốn nó 0,5 giây thôi, đúng không? 0,5 giây. Đó. Chúng ta chia làm 2 cụm thì nó sẽ ít thời gian hơn, đúng không ạ? Vậy thì nó ứng dụng vào sách như thế nào? Ứng dụng vào sách như thế nào? Ví dụ này, chúng ta đều biết là cái kỹ thuật 33, kỹ thuật đọc nửa chữ, đó, vật chỉ đường. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến kỹ thuật đọc cụm. Thì những kỹ thuật cơ bản này thì chúng ta vẫn đưa theo kiểu là có vật chỉ đường nhé, có vật chỉ đường. Rồi đưa theo kiểu nếu chúng ta muốn đọc là 33, muốn đọc là cụm một cụm 3 thì nó đưa như này. Đấy, như này. Đưa này. Đó, đưa thế này. Đó. Anh hiểu không? Đưa thế này. Đó, nó hơi vòng chữ 3, hơi chữ 3 úp không? Đấy. Còn nếu chúng ta muốn đọc 5 năm thì đưa 5 chữ. Đó, đưa làm 5 chữ. Các bạn thấy không? Đưa 5 chữ. Đó, xong hết. Đưa 5 chữ. Đúng không? Đưa 5 chữ. Hết. Đó, muốn đọc một cụm nhiều hơn thì cũng tương tự như vậy. Đó, hiểu không ạ? Chúng ta đưa vòng, đưa ở trên, đúng không? Đưa ở trên. Đó, từ cụm bên này sang cụm bên này. Đó. Đó. Nó đưa hết luôn. Đó. Thay vì cụm. Đây, cụm này. Đó. Đó. Đưa kiểu như thế. Ok ạ. Thì kỹ thuật này nó sẽ nó cái kỹ thuật mà bạn có thể là phù hợp với kỹ thuật này hoặc là kiểu phù hợp với kỹ thuật 33 vật chỉ đường thì tùy bạn chọn. Nhưng mà những cái kỹ thuật này nó sẽ giúp bạn tăng tốc độ lên gấp đôi, đó là giúp bạn từ tốc độ là 250 thì lên 500, tốc độ 300 thì lên 600. Đó, nó giúp bạn tăng gấp đôi như vậy. Thế từ tốc độ 500-600 làm sao để chúng ta lên được tốc độ 1000 từ trên phút thì nó sẽ có những cái kỹ thuật tiếp theo để chúng ta sẽ đi vào bài học tiếp theo. Xin mời bạn.